Họp được tổ chức tại trụ sở quân sự ở thủ đô Tel Aviv của Israel, bắt đầu với phút mặc niệm để tưởng nhớ 1.300 người Israel thiệt mạng trong cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10. Tổng thống Israel Isaac Herzog cũng đã tham dự cuộc họp và được quân đội Israel giới thiệu về khu vực nơi Hamas đã sử dụng để tấn công Israel. Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết nước này không muốn chiến tranh với phong trào Hezbollah ở Liban và nếu nhóm này kiềm chế, Israel sẽ tôn trọng tình hình dọc biên giới như hiện nay. Các cuộc giao tranh lẻ tẻ dọc biên giới Israel-Liban trong tuần qua đã làm dấy lên lo ngại rằng cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas ở Gaza có thể leo thang thành một cuộc xung đột rộng lớn hơn. Israel tuyên bố sẽ tiêu diệt lực lượng Hamas của Palestine để trả đũa cho các tay súng Hamas tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10, làm 1.400 người Israel thiệt mạng. Trong khi đó, tại dải Gaza, các nhà chức trách cho biết đã có hơn 2.600 người thiệt mạng, 1/4 trong số đó là trẻ em và gần 10.000 người bị thương. Kết quả cuộc thăm dò ý kiến sau ngày bầu cử Quốc hội ở Ba Lan cho thấy ba đảng đối lập chính có nhiều khả năng thành lập chính phủ mới sau cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào Chủ nhật ngày 15 tháng 10, bất chấp việc đảng bảo thủ đương nhiệm là Pháp luật và Công lý đứng đầu trong cuộc bỏ phiếu. Theo cuộc thăm dò ý kiến, đảng cầm quyền Pháp luật và Công lý PIS đã giành được 36,8% số phiếu bầu và sẽ giành được 200 ghế tại Hạ viện của Quốc hội Ba Lan. Điều đó đồng nghĩa là đảng này sẽ không thể giành được ngưỡng 231 ghế cần thiết để chiếm đa số và buộc phải tìm kiếm liên minh. Điều này khá khó khăn do những xung đột về lập trường và chính sách của các đảng khác. Cũng theo cuộc thăm dò sau bầu cử, Liên minh Dân sự Đối lập đứng vị trí thứ hai với khoảng 31,6% số phiếu và sẽ chỉ giành được 163 ghế. Tuy nhiên, những thỏa thuận trước đó của đảng này với hai đảng đối lập khác là đảng Con đường thứ ba và đảng Cánh tả mới sẽ giúp cả ba có thể thành lập một liên minh cầm quyền với đa số ghế trong nghị viện. Đảng cầm quyền Pháp luật và Công lý PIS đã nắm quyền trong 8 năm qua. Kết quả bầu cử chính thức dự kiến sẽ được công bố vào ngày 17 tháng 10. Theo Hiến pháp Ba Lan, Tổng thống Andrzej Duda sẽ phải triệu tập phiên họp đầu tiên của Quốc hội mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày bầu cử. Sau phiên họp đầu tiên, ông có 14 ngày để bổ nhiệm Thủ tướng. Ứng cử viên Daniel Noboa vừa công bố giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Tổng thống Ecuador diễn ra hôm qua và trở thành Tổng thống đắc cử trẻ tuổi nhất trong lịch sử của quốc gia này. Với hơn 90% số phiếu đã được kiểm, ông Noboa, 36 tuổi, giành được 52% số phiếu bầu. Trong khi đó, đối thủ của ông là bà Lucia Gonzalez, 46 tuổi, giành được 48% số phiếu bầu. Cuộc bầu cử thu hút nhiều sự chú ý vì sẽ có một trong hai khả năng là Ecuador sẽ có tổng thống trẻ tuổi nhất hoặc nữ tổng thống đầu tiên. Ông Daniel Noboa sinh ngày 25 tháng 11 năm 1987 là một doanh nhân. Cha ông là Alvaro Noboa, ông chủ tập đoàn Noboa, một trong những người giàu có nhất Ecuador. Tập đoàn này có hơn 110 công ty tại Ecuador và nhiều quốc gia khác, trong đó có các văn phòng chi nhánh ở Mỹ, Italia, Nhật Bản, Argentina, New Zealand và một số nước khác. Bản thân ông Alvaro Noboa từng tranh cử tổng thống vào các năm 1998, 2002, 2006, 2009 và 2013, nhưng không thành công. Vào năm 2007, ông đắc cử vào Quốc hội. Doanh nhân này cho biết tài sản của ông trị giá ít nhất là 1 tỷ đô la Mỹ.